Xin chào các anh chị, các nhà đầu tư. Hôm nay mình giới thiệu đến anh chị một cái ba mẫu đất mặt tiền song song với quốc lộ 62 anh chị. Cái kênh này hiện tại là mình lắp được nha anh chị. Đó, như trên màn hình anh chị thấy là quốc lộ 62 nè. Ở đây là có cái cầu lớn nha anh chị. Đó, có cầu để mà cho mình đi qua xe lớn đi qua quốc lộ 62 luôn. Còn phần kinh này, phần mặt tiền trước đất anh chị có thể lắp được nha. Cái đoạn này cũng đã có người lắp rồi. Thì miếng đất này tổng diện tích của nó là, đây là phần mặt tiền trước đất nha anh chị. Tổng diện tích của nó là 3 mẫu nha anh chị. Là 30.000 mét vuông. 30.000 mét vuông là đây. Mình đứng ngoài quay coi nha. Đây là khuôn viên bên trong của miếng đất nha anh chị. Thì miếng đất này mặt tiền là được 60 mét. Mặt tiền 60. Vô hậu là 500 nha anh chị. 500. Đó. Đất vuông đẹp. Thì miếng đất này được 4.000. 4.000 mét thổ. Được 4.000 mét thổ anh chị. Thì hiện tại ở đây người ta đã sang lắp là cũng khá là nhiều rồi. Và có xây dựng nhà cửa bên trong, nhưng hiện tại là chủ nhà không có nhà nên mình không có quay bên trong cho anh chị coi được. Thì miếng đất này anh chị có thể mở resort, khu nghỉ dưỡng rất là đẹp nha. Miếng đất thuộc xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Anh chị thấy đó, quốc lộ 62 đó. Thì miếng đất này hiện tại 30.000 mét vuông này chủ đang kêu bán với giá là 25 tỷ. 25 tỷ hết đất nha anh chị. 25 tỷ thì trên đó được mình được 4.000 mà đất thổ nha anh chị. Và đất đã có săn lấp rồi. Đã có xây dựng nhà cửa rồi. Rồi, sau video này anh chị nào muốn sở hữu miếng đất này thì liên hệ cho mình qua số điện thoại 0933 11176, mình sẽ dẫn anh chị coi đất và gặp trực tiếp chủ nha. Rồi, xin chào và tạm biệt anh chị.